Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã treo dày để chuyển sang làm công việc khác, thậm chí là chuẩn bị nghỉ hưu, thì họ vẫn ra sân hàng tuần. Tất nhiên là trước khi dịch Covid-19 bùng phát, không phải là ở những giải đấu chất lượng thấp theo kiểu vừa đá vừa chơi, mà là ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hẳn hoi. Họ là những ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé. Số 10, Rodrigo Palacio, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1982, 38 tuổi, câu lạc bộ Bologna. Có thể nhiều người đã quên Rodrigo Palacio và không biết anh vẫn còn đang chơi bóng. Nhưng không chỉ chơi, mà Palacio còn chơi đều và chơi tốt. Anh vẫn là chân sút chủ lực trong màu áo Bologna mùa này. Tiền đạo 38 tuổi người Argentina đã ghi được 6 bàn thắng sau 21 lần đá chính ở Serie A. Ngoài ra còn một bàn khác ở Coppa Italia. Palacio hiện là chân sút ghi nhiều bàn thứ hai cho Bologna, chỉ sau ngôi sao trẻ Riccardo Ossolini, người đã có 7 bàn ở Serie A và 8 bàn trên mọi đấu trường. Số 9, Bruno Alves, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1981, 38 tuổi, câu lạc bộ Parma. Nhà vô địch Euro năm 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, là một người ưa xê dịch. Sau 8 năm gắn bó với Porto, anh bắt đầu lan bạc khắp châu Âu, từ Nga trong màu áo Zenit tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Fenerbahce, rồi sang Italia trong màu áo Cagliari, rồi đến Scotland chơi cho Rangers, sau đó trở về Italia thi đấu cho Parma. Ở Parma, Bruno Alves có vẻ đã tìm được sự ổn định. Trung vệ 38 tuổi hiện đang là đội trưởng của đội bóng và đã thi đấu trọn vẹn 90 phút ở 21 trong tổng số 26 trận ở Serie A mùa này, với 5 trận còn lại anh phải ngồi ngoài vì chấn thương. Số 8, Diego Lopez, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1981, 38 tuổi, câu lạc bộ Espanyol. Ở tuổi 38, Diego Lopez vẫn là người không thể thay thế trong khung gỗ của Espanyol. Anh đã chơi trọn vẹn tất cả các phút ở La Liga mùa này, trừ 7 phút cuối ở trận đấu gần nhất với Osasuna khi anh phải rời sân vì nhận hai thẻ vàng. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là kinh nghiệm và tài năng của cựu thủ môn từng khoác áo Real, Villarreal, Sevilla và AC Milan nhiều khả năng sẽ không thể giúp Espanyol trụ hạng thành công. Những chú vẹt hiện đang xếp bát bảng và kém vị trí an toàn tới 6 điểm. Số 7, Zlatan Ibrahimovic, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1981, 38 tuổi, câu lạc bộ AC Milan. Khi Ibra quyết định sang Mỹ để khoác áo LA Galaxy ở tuổi 37 sau một chấn thương đầu gối nghiêm trọng, tất cả đều tin rằng MLS sẽ là điểm dừng cuối của lão tướng người Thụy Điển, nhưng hóa ra không phải. Ibra tự nhận thấy trình độ của anh vẫn quá cao so với MLS khi ghi đến 52 bàn sau 56 trận ra sân. Đến hồi tháng 1 vừa qua, anh mới quyết định trở lại châu Âu để giải cứu đội bóng cũ AC Milan. Sau 8 lần ra sân ở Serie A trước khi Covid-19 ập xuống, Ibra đã kịp có cho mình 3 bàn thắng. Số 6, Joaquin Sanchez, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1981, 38 tuổi, câu lạc bộ Real Betis. Bạn đồng trang lưới với Joaquin đa phần đã treo giày, nhưng anh vẫn đang ra sân đều đặn ở La Liga trong màu áo Real Betis, không còn đủ thể lực và tốc độ để đá cánh như thời trai trẻ. Joaquin chuyển sang đá tiền vệ trung tâm và ở đây anh đã khám phá ra nhiều phẩm chất của bản thân. Hiện đã gần 39 tuổi nhưng Joaquin chưa hề có ý định nghỉ ngơi. Anh đang thảo luận với Betis về khả năng gia hạn hợp đồng thêm ít nhất một mùa nữa. Nếu thương thảo bất thành, anh sẽ chuyển đến thi đấu cho một đội bóng khác. Số 5, Aris Aduriz, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1981, 39 tuổi, câu lạc bộ Bilbao. Do phải nghỉ vài ngày vì chấn thương hông, Aduriz chỉ mới ghi được một bàn thắng sau 14 lần ra sân ở La Liga mùa này, tất cả đều từ băng ghế dự bị. Nhưng đó là một bàn thắng rất đáng nhớ, là phải lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Barcelona ở vòng mở màn La Liga năm nay. Sau khi vào sân ở phút 88, tiền đạo người xứ Basque dự định sẽ treo giày vào cuối mùa giải này, khép lại một sự nghiệp đáng nhớ với 158 bàn thắng và có thể nhiều hơn nữa sau 443 trận ra sân ở hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha. Số 4, Florent Balmen, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1980, 40 tuổi, câu lạc bộ Dijon. Đã bước qua tuổi 40, Balmen không còn đủ sức để đá chính trong mọi trận đấu nữa. Nhưng từ đầu mùa, anh vẫn đã có cho mình 11 lần ra sân ở Ligue 1 cho Dijon, với 5 trong số đó là ra sân ngay từ đầu và có 2 trận đá trọn vẹn 90 phút. Huấn luyện viên của Dijon, Stefan Zoba, đã ví von Balmen như một ngọn lửa trong đêm với đội bóng. Kể cả khi không ra sân phút nào, anh vẫn có thể có những đóng góp quan trọng cho đội bóng, trước hết là trong vai trò một người anh, người thầy và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Số 3, Claudio Pizarro, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1978, 41 tuổi, câu lạc bộ Werder Bremen. Pizarro là một trường hợp hiếm gặp trong bóng đá thế giới, vì thường thì vị trí tiền đạo không dành cho những người già, nhưng chân sút 41 tuổi người Peru vẫn ra sân hàng tuần ở Bundesliga, một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Tất nhiên là anh không còn đủ sức đá chính trong mọi trận đấu, nhưng Bremen vẫn xem anh là một tài sản giá trị, vì kinh nghiệm và ảnh hưởng của anh là những phẩm chất không hề dễ kiếm. Pizarro định ngày tháng 6 này sẽ treo giày, khép lại tròn 20 năm từ ngày ra mắt Bundesliga, nhưng vì Covid-19, anh có thể sẽ lùi kế hoạch lại. Số 2, Gianluigi Buffon, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1978, 42 tuổi, câu lạc bộ Juventus.
Khi Buffon chia tay Juventus để chuyển sang PSG, cứ tưởng là anh sẽ giải nghệ rồi chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đó như ý định ban đầu của đội bóng Pháp. Nhưng chỉ sau một mùa giải, Buffon đã đổi ý, anh trở lại Juventus để được ra sân nhiều hơn. Hiện tại, Buffon vẫn là sự lựa chọn số 2 trong khung gỗ của ba đàm già sau Wojciech Szczesny, nhưng đúng là anh đã được ra sân thường xuyên hơn. Huyền thoại 42 tuổi đã chơi trọn vẹn 90 phút trong 11 trận đấu trên tất cả các đấu trường ở mùa giải năm nay. Số 1, Vitorino Hilton. Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1977, 42 tuổi, câu lạc bộ Montpellier. Hilton là cầu thủ lớn tuổi nhất đang chơi bóng ở các giải vô địch quốc gia châu Âu, không phải ở Macedonia, Iceland hay Andorra, mà là ở Ligue 1 hẳn hoi. Tính cả mùa giải này, trung vệ người Brazil đã có 17 năm liên tục thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Pháp. Quan trọng là anh vẫn đang chơi tốt. Hilton hiện đang là đội trưởng của Montpellier và mùa này anh chỉ phải nghỉ có 9 phút ở Ligue 1. Trên tất cả các đấu trường, anh đã ra sân 33 trận, có cho mình 1 bàn thắng và 2 phạt kiến tạo, và Hilton vẫn chưa có ý định nghỉ hưu.